Rồi, xin chào quý vị anh chị đã đến video của em nha. Thì hôm nay cũng dây số cũng trúng tiếp tục nha anh chị. Đó, ngày 3 tháng 5. À, rồi, 01 này 2 tờ, 3 tờ, 4 tờ, 5 tờ. Đó, cho like nha anh chị ngày 3 tháng 5 nha. Cho like ngày 3 tháng 5. Đó, 5, 6 tờ, 7 tờ. Đó, 7 tờ là 01 là 700 ngàn nha anh chị. Cho like nè. Đó, 7 tờ. Đó, rồi, 7 tờ bỏ qua một bên. Rồi, cái này nè anh chị. Đó, con 6 nè. Con 6 quan trị thêm bữa em có quay rồi. Đó. Rồi, sau 7 này anh chị quan trị 1 tờ, 2 tờ. Rồi, 3 tờ nha anh chị. Đó, ngày 2 tháng 5. Quan trị ngày 2 tháng 5 nha anh chị. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem video của em nha. Chúc anh chị may mắn nha. Đó, đơn giản với số thì vào đơn giản thôi nha anh chị. Chúng dãy nhỏ thì dãy nhỏ, lớn thì dãy lớn nha anh chị. Đó, nó có để phía sau tài dây số này nha anh chị. Trong vòng 30 ngày thì nếu mà không là nhận thưởng sẽ được sẽ quỷ nha anh chị. Đó. Rồi, cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha. Đó. Rồi. Thời hạn là 30 ngày tài dây số nha anh chị. Đó. Đó. Thì nó từng theo dãy nha anh chị, dãy 7 này, dãy 6, dãy 5, dãy 4. Dãy chúng ba con nè anh chị. Đó thì cái đây dãy 7 là 200 ngàn. Đó, giá này là 400 ngàn, giá 6, đó, giá 5 là 1 triệu, nha anh chị. Đó, giá 4 3 triệu, giá 3 thì 10 triệu, giá 2 thì 15 triệu, giá nhất thì 30 triệu, đó, đặc biệt là 2 tỷ. Đó, có cái đặc biệt có 3 trúng, cái ăn trúng nữa là 50 triệu giá phụ đặc biệt và ăn ủi là khuyến khích đó nha anh chị, khuyến khích đó là 6 triệu nha anh chị. Rồi, cảm ơn quý chị anh chị rất nhiều xem video của em nha. Chúc cho anh chị may mắn phát lộc, phát tài trúng với số nha anh chị.